Hello anh em, lời nói đầu tiên Hiệp Chương xin chúc tất cả anh em ha vạn sự như ý và thành công trong công việc. Hôm nay ngày 27 tháng 8 năm 2019 nha anh em. Em xin có mắt giới thiệu anh em 6 phôi mây vàng hàng khá đẹp giá mềm nha anh em. Hàng khá đẹp giá mềm nha anh em. Anh em mà có yêu quý Hiệp Chương thì bấm đăng ký kênh để kết nối đam mê ha anh em. Sẵn đón nhận những video mới luôn. Cái số 1 là thăng lắc lông gián ha anh em, có hai hướng chơi ha. Cắt hai nhịp là ra thế cây nha anh em. Tại em để cho anh em một thế bay và một thế thăng lắc hồi đầu ha. Đó. Đế nôm đẹp. Cây số 2 này củ đế con ếch ngồi củ đế đặt kẹo nha anh em. Đó, bộ đế nó xù cốc hết luôn ha. Đó, cây số 3 này giá sinh viên nha anh em. Mẫu thì em quay chi tiết xong thôi em báo thông số với báo giá cho anh em sau ha. Cây số 4 này cũng thăng lắc vô thế kiển luôn ha anh em. Cây số 5. Cây số 5 thăng lắc nhịp nhàng đẹp nha anh em. Cây số 6 cũng vô cây bonsai đẹp luôn ha. Rồi quay chi tiết xong mình báo giá với báo thông số cho anh em ha. Cái này hàng khá đẹp không nha anh em. Quay chi tiết hết cụ thể cho anh em ha. Cây số 4 này dáng nó hơi siêu nhẹ nha nè. Cây số 3. Rồi cây số 2 cái cũ nó dữ lắm nha anh em. Nó già cây mình mẩy nó cũng sần sùi sù hết ha. Đặc biệt cây số 1 này là đế nôm đẹp nha anh em. Rồi có hai phương án chơi đó, tại em để trừ hao cho anh em ha. Anh em nào muốn chơi về chơi thăng lắc hồi đầu thì quýnh đây nhịp nha anh em, quýnh đây nhịp nữa ha, lấy đọt đây, cây là cực kỳ đẹp ha anh em. Đó, rồi anh em muốn chơi cây bay gió lùa thì mình giữ nguyên mình chơi ha. Rồi em báo chi tiết thông số cho anh em không dài dòng ha. Cây số 1 hoành 22 cao 82 hoành đế tổng 110 giá 3,4 triệu nha anh em. Rất đẹp nha anh em. Đẹp lắm anh em ơi. Cây số 1 hoành 22 cao 82 hoành đế tổng 110 giá 3,4 triệu. Cây này cắt 3 nhát cua là cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Cắt đây nhịp. Đây nhịp. Lấy cắt đây nhịp tạo đỉnh anh em. Đó anh em hình dung là thấy ha. Cây số 2. Cái cũ nó ngoài nhìn bự lắm nha anh em. Nè. Nó nổi xù gốc lên em có sao mới báo chứ xù là xù, không là không chứ em không có báo cho bậy nha. Số 2. Hoành cổ là hoành ngay vị trí này nha anh em là 28. Đó, hoành cũ là hoành ngay vị trí này, hoành cũ đế của nó là 85. Cao chiều cao từ mặt bầu tới đỉnh là 33. Giá của nó là 3,3 triệu nha anh em. Đó, báo chi tiết cho anh em đó. Số 2 là hoành cổ 28, cao 33, hoành cũ 85, giá 3,3 triệu. Số 2 là giá sinh viên cho anh em tập chơi luôn ha. Cây khá bự đó nha anh em, chứ không phải nhỏ đâu. Số 3 hoành 23 cao 29 giá 1,1 triệu. Bao ship hết anh em. Bên kênh em là em bao ship hết. Số 4 hoành 26 cao 47 giá 1,2 triệu nha anh em. Bộ đế nó không đủ tiền nha anh em. Thằng nó lắc dáng siêu nhẹ nha anh em. Nó bây giờ mình lật ra mình chỉnh lại thì nó ngay ha. Tại em bứng theo bầu đế thì nên nó dáng nó hơi ngã chút. Lên chậu mình chỉnh nhẹ lại được nha anh em. Tại bộ đế nên muốn lật đâu lật ha. Số 4 hoành 26 cao 47 giá 1,2 triệu. Số 5 này vô thế kiển mà bán giá sinh viên cho anh em luôn ha anh em. Đế đều 24 giờ. Hoành 22 cao 32 giá 1,000 nha anh em. Đó, 1,000 mà hỗ trợ phí ship luôn. Cây số 3, cây số 6. Cây số 6.
cũng vô bonsai sai nha anh em. Cây số 6 Quỳnh 26 cao 42 giá 1,2 triệu cũng hỗ trợ phí vận chuyển luôn nha. Đó, anh em có yêu quý Hiệp Chương thì bấm đăng ký kênh để mình kết nối đam mê anh em. Rồi, Hiệp Chương cũng xin cảm ơn tất cả anh em ha, trong thời gian qua ủng hộ em nhiều ha. Cũng xin chúc tất cả anh em vạn sự như ý bên công việc. Mến chào anh em. Hẹn anh em vào clip khác ha.